Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy các bạn học đàn guitar một cách chuyên nghiệp mà vô cùng đơn giản. Đầu tiên chúng ta có khuôn nhạc có 5 dòng kẻ, 1, 2, 3, 4, 5 từ dưới lên và 4 khe, 1, 2, 3, 4. Tiếp đến chúng ta có khóa son. Tại sao mà người ta lại gọi khóa này là khóa son? Bởi vì là nó bắt đầu từ vị trí của nốt son, đúng không ạ? Đối với guitar thì rất đơn giản, chúng ta chỉ có mỗi khóa son thôi. Và chúng ta sẽ có nốt đô, rê, mi, fa, son, la, si và đô. Đây là 7 bậc cơ bản của âm nhạc đó. Bình thường chúng ta sẽ không ghi là đô, rê, mi đâu, nhưng hôm nay mình sẽ ghi cho mọi người dễ hiểu. Rê, mi, fa, son, la, si và vi đô. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có các ký hiệu của nó: C, D, E, F, G, A, B và C. Và tiếp đến chúng ta sẽ có các bậc của thang âm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và lại về 1, hay còn gọi là bậc 8 nhé. Cái bậc này rất là quan trọng nhé, bởi vì cái bậc này giúp các bạn sau này tư duy về hòa âm nhé, hợp âm đấy. Và cái ký hiệu nữa mình phải nhớ ạ: C, D, E, F, G, A, B đó. Tiếp đến chúng ta sẽ có học về nhịp. Đầu tiên chúng ta có nốt tròn. Nốt tròn chúng ta sẽ có 4 nhịp ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ có là nốt trắng. Nốt trắng của chúng ta sẽ có 2 nhịp ạ. Và thứ ba là nốt đen. Nốt đen sẽ có 1 nhịp. Và cuối cùng là nốt móc đơn. Nốt móc đơn của chúng ta sẽ có là 1/2 nhịp, tức là nửa nhịp đó. Tiếp đến là chúng ta vẽ hình tròn, tròn xoe vậy. Nốt trắng giống hình tròn, kéo đến phía sau. Nốt đen, chúng ta bôi đen nốt trắng vào. Nốt móc đơn, dùng nốt đen và thêm phía sau, đúng không ạ? Rất là đơn giản đó. Nốt tròn chúng ta có 4 nhịp, tức là 4 cái đập chân: 1, 2, 3, 4. Và nốt trắng 2 nhịp, 1, 2. Nốt đen 1 nhịp. Nốt móc đơn là một đập, chúng ta đánh được hai nốt móc đen móc đơn rồi. Ok, vậy là chúng ta xong về nhịp. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về cây đàn guitar. Thì cây đàn đầu guitar này, chúng ta sẽ có những bộ phận như sau. Trước mặt này nó gọi là cái mặt đàn. Rồi, chúng ta có cái ở dưới này, nó gọi là ngựa đàn. Rồi, tương tự giống như cái ngựa ở trên này, nó gọi là lược đàn. Cái này có tác dụng là nâng cái dây của mình để không bị chạm xuống cái cần đàn là mặt đàn. Tiếp đó mình sẽ có cái này gọi là cái cần đàn. Trên này thì ta gọi là cái bộ khóa chỉnh âm thanh. Nó có 6 cái khóa tương ứng với 6 dây của đàn guitar. Guitar của chúng ta chỉ có 6 dây thôi. Tương tự này, 6 dây của chúng ta sẽ có lần lượt từ dây nhỏ nhất ở dưới này là dây số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, từ dây xuống lần trên, từ dưới lên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, tiếp đến này, chúng ta có những cái này gọi là những phím đàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đối với những cây đàn thùng này, như là cây đàn classic, dáng classic như này thì nó sẽ có 12 phím. Còn dáng acoustic thì nó sẽ dài hơn 2 phím nữa như trên này. Rồi, cây đàn này của mình có 2 phút. Đây là cái lỗ để thoát ra âm thanh, đúng chưa? Cái lỗ này thì đa phần những cái dáng bình thường nó là hình tròn. Cây đàn của mình nó hơi dị một tí, nó hình bóng bàn hay hình gì đó. Xong, đây là cách để mình cầm đàn này. Chắc là tùy mỗi người thôi. Đối với khi mà mình mặc váy như thế này thì mình có thể đặt cái chỗ quyết này vào đùi của mình. Mình muốn đặt đùi lên, rồi đặt vào đây. Và tiếp đến là cách mà đặt tay ấy, thì chuẩn nhất là mình nên đặt cái cẳng tay, tức là cái khoảng này. Chúng ta đặt cái đầu to nhất là lấy cái đầu đàn xuống, đúng chưa? Đó. Cách để mình gầy đàn này, tay phải chúng ta hãy khi úp xuống giống như cái quả xoài ấy. Đó, nó hơi khung khung, hạ lên tương tự như vậy. Đó, mình đặt đánh làm sao này. Đầu tiên ngón tay phải của chúng ta nhá, ngón cái mình sẽ gảy 3 dây trên là dây 6, dây 5, dây 4, mình gạt xuống dưới 6, 5, 4. Rồi dây 3
trỏ hay móc lên. 3, tiếp. Ngón giữa, chúng ta sẽ gầy vào dây số 2. Và tiếp đến, ngón áp út, mình sẽ gầy dây số 1. Rồi, tương tự mình gầy làm sao này. Nhớ nên nhớ là khi gầy, đánh đàn ấy, mà đối đàn đã có tích hình, mình có thể nắm để đánh hợp âm ngoài đó. Khi mình mới đọc học đánh solo ấy, mình nên đặt làm sao để ngón cái này này vào chỗ này đó. Để mình bấm làm sao nó có linh hoạt, để mình kể đánh đàn. Sẽ dễ dàng tạo ra tiếng kêu hơn và nó sẽ nhẹ hơn. Tiếp tục ngón số 2, bấm phím số 2. Rồi, ngón số 3, bấm phím số 3. Ngón số 4, bấm phím số 4. Tương tự, làm lại. Mới đầu bạn cứ ngón nào của dây đấy đi, cứ đánh cho quen. Rồi tiếp đến dây số 2, ngón áp út. Rồi, tiếp dây số 3. Mình tập tương tự như vậy. Ngón cái mình sẽ gảy xuống.